Phúc Lộc và Linh Hương chào đón quý vị đến với sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay trong một chương trình vô cùng đặc biệt, đó là chương trình khuyến mãi khủng giảm giá đụng sàn chỉ có trên AZ Shop. Vậy thì ngay tại thời điểm này, Phúc Lộc nhắc nhở quý vị hãy chuẩn bị chiếc điện thoại của mình để gọi cho chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc đang thể hiện trên màn hình để chúng ta có thể sở hữu được chiếc nồi lẩu 2 ngăn đến từ thương hiệu Perfect, chất lượng và thương hiệu của Mỹ và nhận về những món quà vô cùng giá trị. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát một chút xíu nhé, để xem là các cái món ăn ngày hôm nay anh Lộc và Linh Hương thiết kế gọi là gợi ý cho các chị em nội trợ khi mà mình vào bếp hay là mình đãi tiệc. Nồi lẩu 2 ngăn, mình gọi là nồi lẩu thì đầu tiên mình nhắc tới món lẩu. Đây, chúng ta sẽ nhìn sát vào cái nồi 2 ngăn. Quý vị có thấy là hôm nay chúng tôi đã để hẳn hai món lẩu khác nhau. Một đây là lẩu kim chi rất cay. Các con nhỏ hay những ai không ăn được cay có một loại lẩu khác không cay, thậm chí là thực phẩm bên trong cũng khác luôn. Chúng ta thấy là mình có thể ăn lẩu cá thác lát một bên, ăn lẩu kim chi một bên. Và bây giờ khi nước đã sôi rồi, bởi vì là nó truyền nhiệt rất là nhanh, thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu thả thức ăn vào bên trong được rồi. Thịt này, đúng không? Nấm này, rồi một chút rau này. Đó, hoàn toàn có thể dễ dàng để mình có được một nồi lẩu thơm ngon, đẹp mắt mà không tốn thời gian, không tốn công sức gì cả. Đó, quý vị thấy không? Sôi rất nhanh luôn. Vâng. Đó, ăn nóng lên. Và nếu như với những người mà không thích ăn cay hoặc là thay đổi khẩu vị mà cùng trên bàn tiệc thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Vâng, đây quý vị có thể thấy là cái ngăn còn lại thì chúng ta sẽ nấu một cái món lẩu khác mà Phúc Lộc thì lại rất thích ăn là lẩu cá thác lát với nấm. Thế thì đấy, cá thác lát chúng ta mua về sơ chế rồi sau đó là chúng ta chỉ việc để cho nồi lẩu sôi. Chúng ta sẽ ngắt cá thác lát vào như thế này. Đó, rất đơn giản đúng không ạ? Đấy. Vậy thì ở nhà chúng ta nếu như đã nấu ăn ngon rồi thì chắc chắn là sẽ nấu ăn ngon hơn đúng không ạ? Đấy. Rồi, tiếp đến nữa thì chúng ta có thể là chờ cho tăng cái nhiệt độ lên bước 5 đúng để rồi. Cho nồi lẩu sôi hẳn lên. Rồi, đấy, Linh Hương tăng lên chưa? Đã ở mức sau khi đã sôi như thế này chúng ta có thể tăng cho thêm là rau củ. Đấy, và những cái gia vị nêm nếm thêm tùy theo cái khẩu vị của mình. Đó, là chúng ta đã có được hai món lẩu rất thơm ngon, một bên là lẩu kim chi chua cay, một bên là lẩu cá thác lát với lại khổ qua. Đấy, quý vị có thể thấy không ạ? Rất là dễ sử dụng, rất là dễ ăn. Còn một cái nữa rất hay này, bây giờ ngoài việc mình ăn lẩu ra, thế thì cùng một lúc mình còn chế biến được những cái gì nữa? Bây giờ ở chiếc nồi tiếp theo thì anh Lộc không làm lẩu nữa mà sẽ chứng minh cho các chị em phụ nữ và kể cả là các đấng mày râu muốn vào bếp nhanh gọn nhẹ, cái nồi này với hai ngăn chúng ta có thể chiên xào thoải mái luôn. Vâng, đấy, vậy thì chúng ta có thể tận dụng là vì lòng nồi là rất là sâu và có cái đường kính là tới 32 cm đúng không ạ? Và chúng ta có thể sử dụng để chúng ta chiên xào dầu. Đấy, vậy thì một bên Phúc Lộc đang sử dụng là như là một cái chảo chiên ngập dầu để chiên tôm. Đấy, thế bây giờ đây là đưa vào người lớn quý vị thấy không ạ? Một cách rất là dễ dàng. Và để tránh cho cái việc mà cái mỡ nó bắn vào người để gây phỏng thì chúng ta điều chỉnh cái nhiệt độ ở mức vừa phải quý vị nhé, ở mức vừa phải. Đây thì Phúc Lộc đang điều chỉnh ở mức vừa phải, nhưng là quý vị có thể thấy không ạ, là đấy cũng có cái dấu hiệu là dầu nóng và lan tăn. Mà cho dù là mới nói chuyện với quý vị có cách mấy đây giây? Khoảng có vài chục giây thôi, đấy thì là dầu đã nóng, chứng tỏ là cái nhiệt độ 250 độ C truyền nhiệt rất là nhanh. Còn phía bên này thì chúng ta làm cái gì? Đấy, nếu như mà vào một cái bữa ăn sáng gia đình chúng ta cần phải có được một cái bữa sáng ngay, và Phúc Lộc đang chuẩn bị là cái món bò bít tết và ốp la. Thế thì phía bên này chúng ta sẽ sử dụng đây bò bít tết đúng không ạ? Đấy, rất là nhanh chóng, truyền nhiệt rất nhanh, quý vị thấy không? Và đúng, đây là một cái bò lớn luôn. Rồi, phần phía bên này thì chúng ta sẽ ốp la. Đó, sau khi mà đã chuẩn bị mà bò bít tết xong thì Phúc Lộc sẽ lấy bò bít tết ra và bây giờ sẽ chứng minh cho quý vị thấy luôn rằng là ốp la thì có dính hay không. Và bây giờ chúng ta cùng kiểm tra. Hồi nãy Phúc Lộc nói rằng là cái phần này là cái phần là chống dính. Thế nên quý vị có thể dễ dàng thấy, quan sát thấy là hoàn toàn không đấy, có cái gì dính ở đây cả. Đấy. Đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta chỉ việc sử dụng một miếng khăn giấy này. Chúng ta lau sơ đi. Thế là tất cả mọi thứ nó đã sạch rồi. Đó, thấy không ạ? Nhiệt độ đấy, tất cả đã sạch rồi. Xu hướng ẩm thực mới, tiện lợi hơn cho cuộc sống hiện đại. Nồi lẩu điện Perfect 2 ngăn, 2 khẩu vị. Vừa có lẩu cay, vừa có lẩu không cay, vừa có đồ xào, hấp chiên. Đáp ứng mọi khẩu vị của từng thành viên trong gia đình. Nồi lẩu điện 2 ngăn Perfect, thiết kế độc đáo, tiện lợi, 2 ngăn, 2 khẩu vị, dung tích 7 lít, dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ, quay cầm cách nhiệt, dễ di chuyển, nắp kính, gương lực, dễ quan sát khi nấu. Nồi lẩu điện 2 ngăn Perfect tăng gấp đôi thời gian bảo hành, từ 1 năm tăng lên 2 năm. Nồi lẩu điện 2 ngăn Perfect, mức giá vô cùng ưu đãi, giảm ngay 300.000 đồng, giá cũ trên AZ Shop 699
99.000 đồng, giá nay chỉ còn 399.000 đồng, tặng thêm một bộ dao 5 món tiện dụng duy nhất trong khung giờ đang phát sóng. Hãy nhanh tay! Với một khoản đầu tư chi phí chỉ có 399.000 đồng thì Phúc Lộc nghĩ rằng nó cũng không phải là quá lớn, đúng không ạ? Chúng ta uống một vài lần cà phê thì cũng hết, hoặc là đi ăn một vài lần với bạn bè thì cũng hết. Thế nhưng khi chúng ta đầu tư như vậy thì chúng ta có được một cái vật dụng để sử dụng lâu dài cho gia đình nhà chúng ta, đúng không ạ? Và cái điều quan trọng là chiếc nồi lẩu này nó rất là hữu ích, nó rất là hữu dụng. Đặc biệt rằng là nhà ai thì cũng phải có một cái dịp nào đó, đến những cái dịp Tết này, hoặc là đến những cái dịp lễ này để mời khách đến nhà mình này, hoặc là ít nhất là cuối tuần, đúng không ạ? Bạn bè hàn huyên rồi chúng ta cũng có được những cái món ăn ngon để chúng ta chia sẻ những cái câu chuyện trong cuộc sống. Đấy, vậy thì chúng ta cùng quan sát là cái nồi lẩu được chia làm hai ngăn. Đấy, một bên thì chúng ta có thể nấu chua cay, một bên thì chúng ta có thể nấu là không cay, không hoặc cay, là những cái gợi ý khác, hoặc là những cái món ăn khác nhau hoàn toàn. Đấy thì ngay sau đây thì chúng tôi có chuẩn bị là một bên thì là lẩu gà lá rang này, còn một bên là lẩu thái chua cay này. Đấy, lẩu thái hay là lẩu hải sản, chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái lựa chọn về tôm này, mực này, thịt bò này, đúng không ạ? Rồi cá viên này, chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái món ngon như vậy. Rồi đôi khi là rau này, thì tất cả mình có thể cho cùng vào một lúc như thế này, nhưng mà nó ở riêng một bên ngăn này thôi. Sau khi mà quý vị quan sát thấy là chúng ta đã cho được những cái thực phẩm tươi sống vào, trong lúc mà chúng ta để cho nồi lẩu nó sôi lên để chúng ta có thể cho rau vào, chúng ta có thể sử dụng một chiếc vung đó mà làm bằng thủy tinh, chúng ta đậy vào đấy trong suốt. Và cái điều thú vị là cái vung thủy tinh này chúng ta có thể dễ dàng quan sát cái thực phẩm sôi chín từ bên ngoài, đúng không ạ? Sau khi tất cả mọi thứ nồi lẩu đã sôi bùng được lên như thế này rồi thì chúng ta chỉ việc là mở nắp ra, rồi sau đó rồi Linh Hương sẽ cho rau vào, đúng không ạ? Là tất cả mọi người đã có thể thưởng thức được món lẩu rất thơm ngon với một khoảng thời gian mà Phúc Lộc đoán chỉ đâu đó khoảng từ 1 đến 2 phút. Rất là ngon luôn mà chín nhanh anh ha, vì đúng truyền rồi. Nhiệt nhanh này, tôm này, mực này chín hết rồi này, quý vị thấy không? Wow, bây giờ thì chín sôi lắm rồi. Mà em thích ăn lẩu Thái, em sẽ ăn thử miếng mực đi. Đây, quý vị nhìn nhá. Này, đẹp chưa này, ngon chưa này, đó. Rất là thơm ngon. Trong lúc đấy thì đấy. Anh nói tiếp đi. Thì trong lúc mà Linh Hương đang thưởng thức món lẩu tự chính tay mình nấu đấy, thì phía bên này Phúc Lộc đã chuẩn bị sẵn, đúng không ạ? Cho mỡ vào, bây giờ chúng ta sẽ cho hành phi thơm lên, hành tỏi. Rồi, phi thơm lên. Đấy, nhiệt độ rất là cao cho nên quý vị có thể dễ dàng thấy là sôi lên rất là đẹp mắt, đúng không ạ? Truyền nhiệt nhanh ha. Truyền nhiệt nhanh. Đó. Chúng ta sẽ cho thịt bò vào xào. Ồ, một bên đấy. Là xào nhá, quý vị thấy không? Thoải mái luôn vì chảo cái nồi này này nó có cái lớp chống dính. Rồi. Nên chúng ta xài như là một chiếc chảo luôn. Thoải mái. Và nhiệt độ rất là cao. Đấy, và bây giờ chúng ta có thể tiết giảm hoặc là tăng lên tùy thích. Đấy, Phúc Lộc muốn tăng lên 250 độ để cho thịt bò tái cho không có dai. Rồi, tăng lên. Rồi, phía bên này thì chúng ta có thể là chiên cá, đúng không ạ? Đấy, trong lúc chờ thịt bò rồi, hơi tái thì chúng ta có thể tận dụng cái nhiệt độ này mình để chiên chúng ta luôn bên kia. Chiên con cá bên này. Vậy thì rõ ràng là các chị em nội trợ có thể tiết kiệm được thời gian, công sức cũng như là vật dụng để chế biến thức ăn. Đấy. Vì chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên là chúng ta chỉ có thể đâu đó khoảng 30 cho đến 40 phút là chúng ta phải hoàn thành bữa ăn rồi để chúng ta còn tiếp tục chúng ta đi làm. Đúng rồi. Đấy, vậy thì với một cái dụng cụ như thế này thì Phúc Lộc tin chắc rằng nó sẽ đem lại cái lợi ích về mặt thời gian cũng như là về mặt công sức cho các chị em phụ nữ rất nhiều. Quý vị có thể dễ dàng quan sát là chỉ có không quá 3 phút đồng hồ thì Phúc Lộc có thể xào xong một cái món rau, đúng không ạ? Đấy. Bông thiên lý xào với lại thịt bò. Nhất luôn. Phía bên này thì cá thu chiên. Đấy, và nếu như chúng ta muốn chế biến những cái món gì đó nữa thì chúng ta có thể là sốt cà hoặc là làm mắm chua ngọt để có thể ăn với lại cá chiên cũng rất là đẹp mắt. Anh ơi, nó chống dính nên là trở dễ nhỉ? Rất là dễ và cá không có bẻ. Đấy, quý vị có thể thấy không ạ? Đấy, chính vì là bên trong có lớp chống dính cho nên là cá chiên hoàn toàn không có bẻ, bị bẻ. Đó, và cũng là rất là đẹp mắt. Và việc làm vệ sinh cũng rất là dễ. Và như vậy thì quý vị có thể thấy là sự tiện ích đến từ chiếc nồi lẩu đa năng 2 ngăn đến từ thương hiệu Perfect, chất lượng và thương hiệu của Mỹ đã giải quyết được tất cả những cái bài toán khó khăn nhất cho các người nội trợ chế biến các món ăn. Nhưng khoảng cách để sở hữu chiếc nồi này chỉ cách có một số điện thoại thôi, đúng không ạ? Còn giá của sản phẩm chỉ có 399.000 đồng mà thôi. Ngay tại thời điểm này, hãy gọi điện thoại cho chúng tôi để sở hữu chiếc nồi lẩu này để tặng kèm. Đó chính là bộ dao 5 món sẽ tặng cho quý vị miễn phí. Nói đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Phúc Lộc xin chúc mừng tất cả những quý khách hàng đã gọi điện thoại đặt hàng thành công để sở hữu chiếc nồi lẩu đa năng 2 ngăn đến từ thương hiệu Perfect, chất lượng và thương hiệu của Mỹ. Nhận luôn món quà miễn phí của chúng tôi là bộ dao 5 món. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những sản phẩm tiếp theo.